words have been so broken. I've been under your hypnosis. Why did I sip that potion? I'm so done with holy ghosting. My birth, it is an omen. Lay me down up in the ocean until you see no motion. Right now I can barely focus. I'm showing no emotion. On your knees, show your devotion. My skin is black but golden. I'm not here for bragging, boasting. Ain't lying, I've been chosen. Mind is burning, heart's exploding. This is my magnum opus. Are you with me now? Said, are you with me now? Ain't felt this good in a while. They want us to simmer down. Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại channel của mình nha. Mình là Blue Sugar đây và chào mừng em đã quay trở lại với series mà Blue Sugar thường và cùng đồng đội với anh em nào. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại cái series đó và cùng với tôi nói chính là con Yesu này và lên một cái build đồ phải nói là cực kỳ mới mẻ cho con Yesu luôn em ơi. Mình không biết rằng anh đã lên cái build đồ này chưa, nhưng mà mình tin chắc rằng anh lên rồi là cũng sẽ nghiện cái build đồ thôi anh em. Build đồ có thể khiến Yesu đầu đây mày bất tử trong combat luôn anh em, có thể khiến Yesu chết đi sống lại và nói là nhiều lần luôn. Đấy, thì mình sẽ chơi build đồ đó ngày hôm nay nha anh em ơi. Đồ thì mình sẽ để ngoài ảnh thì anh em cũng đã biết rồi. Đấy, build đồ này cực kỳ khó chịu luôn, ở level 2 lên quốc trước luôn anh em. Mày lời máu liền, lời máu liền. Ôi, phải đó chọc quy chúng là thư đốt giết nó luôn rồi. Ok. Quá thơm. Ok, và nếu như anh em thích cái video này thì nó đừng quên nhớ để lại cho mình một like anh em ơi, cũng như là đăng ký ủng hộ cho mình. Và nếu được anh em hãy chia sẻ giúp mình nhé. Thank you. Ok, thì không biết nãy thằng rắn nó mất tóc biến vậy ta. Không để ý lắm anh em. Đánh là phải gắt lúc đầu game vậy đó, cho nó lấy lợi thế ban đầu anh em ơi. Để mình xanh một chút tại vì build này khá và lay khá yếu. Help me. Rừng ơi. Lướt nè, lướt cái nhẹ nè, nụt nè luôn. Help me baby. Ok, được rồi, về 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 về. Ngon rồi. Về đi rừng ơi, no. Đừng có nhây nữa. Thì mình theo ý kiến riêng của mình thì build này thật sự là nói chung là về lay cũng không mạnh lắm em, nhưng mà lúc đầu game thì có thể gây ra cảm giác khó chịu cho team bạn. Một cái build phải nói là cực kỳ nhây chó luôn em ơi. Nói chung là mình lướt ra lướt vào với cái build này thì anh em kiểu như là bất tử, anh em không bao giờ chết được. Món đầu tiên thì mình cũng vẫn sẽ lên là chính là cái ma vũ anh em. Cái món mà không thể thiếu đối với Yesu được, thiếu là nó cũng là hơi phế này mà. Mr. Comfort nè, rừng ra găng nè. Rừng cam mít đi, tôi xanh cái nào. Thì mít với rắn thì cũng khá là khó chịu anh em, tại vì con rắn nó khạc ở gách W của mình đó. Thì mình không lướt E được. Nên kiểu như là nếu mà nó hay thì nó airplay mình được luôn á anh em. Thì mà mình lướt vào nó chỉ cần thả W mà đúng chỗ mà mình định lướt vào thì có nghĩa là không bao giờ được nữa. Rừng nó bên phải bên trái mà anh em à, mới thấy đang móc cua sao á. À nó kìa, nó kìa, nó kìa. Úi rồi, Gavan phản găng liền ơi. Căng thế, thì bạn là không biết bạn chơi luôn rồi. Bạn ra bạn kết con xe mà bạn vô là bạn farm rừng. Ô, biết rừng của năm luôn, Ringe tuyệt vời. Niên Ringe. Ok, và nếu như anh em cứ đồ dài á, anh em đừng qua bình luận ở phía dưới nha anh em ơi. Mình sẽ xem xét yêu cầu anh em nha. Mình sẽ làm sau. Đấy, thì cái build đồ này thì mình tự nghiệm ra anh em. Mình tự mình nói chung là sáng tạo ra thôi. Úi lóc hụt kìa, phải đó còn hụt được ta. Ok. Nói chung là mình chỉ cần farm, mình vừa gây áp lực cho nó hụt quá là điều đó đồng nghĩa mình đã thành công trong việc gây khó chịu đối phương rồi. Build đồ này tí nữa là anh em nó là cực kỳ khó chịu luôn. Nếu mà anh em nào kiểu như là muốn chơi nhây á thì mình nghĩ là anh em lên build đồ này là hợp nhất rồi đó. Thì đồ này thì lúc đầu game thì nó cũng khá là mạnh anh em, tại vì có ma vũ mà, chỉ cần Yesu có ma vũ mạnh thôi. Còn lúc lay game thì đam thì hơi bị thiếu một chút thôi. Thiếu một chút thôi anh em, nói chung là vẫn có đam, vẫn chơi được với team nó. Ủa, rắn farm chuẩn nhờ. Căng nhờ, rồi nó xuống boss rồi. I come in, tôi xuống nè, tôi xuống nó găng nè. Mong là boss nó hết spell đi anh em. Bỏ đi. Xuống nó chắc nó chạy về rồi. Nếu mà farm hết đợt này mà nó chưa về thì mình xuống anh em. Cứ bình tĩnh. Farm hết đợt này nó chưa về thì mình sẽ xuống. Về chưa? Rồi chưa về, lần này xuống nè.
Nó thiêu đốt ra. Mày chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn baby. Ủa ba trái chuối em, trời ơi, ba trái chuối gần chín rồi, giờ mình xuống là nó chín luôn nè. Tôi là người hái chuối chuyên nghiệp các kỹ thuật nè. Một trái nè, một trái nè, trái thứ hai này em ơi, chạy đâu. Đó, hai trái rồi luôn, quá phê. Chúng ta là những người hái chuối chuyên nghiệp anh em à. Mình hai trái, kết linh một trái, ôi chia đều nhau mà sống luôn. Đúng là những lúc hỗn loạn mới biết ai là bạn ai là bè nha. Ngồi 3-0 rồi. Chỗ này là mình là snowball thằng mid nó được anh em à. Xanh rồi, snowball nó easy. Rồi cái giày xong một xong kiếm thôi chứ, chém ra bẻ luôn á anh em. Trời ơi, đơn, nó ra nó giết bây giờ, nó level 6 rồi, giết bây giờ, lúc ngáo rồi. Coming boy, chó là chết nè, chó chúng là chết nè. Oh shit, mà nó nói gì nào anh em, lúc ra nó phích mạng kìa. Nó lóc nè, vô nè, vô bán, combo này. Rượt luôn. Ok, ngọt nước. Cũng không. Let's go. Rồi, mình sẽ cố gắng mình đẩy cái trụ luôn nha anh em ơi. Lấy cái trụ này sớm nhất luôn. Ok. Lấy cái trụ nè anh em, trụ đầu á. Trụ đầu là 600 đó anh em. Ngọt nước lắm. Kéo hơn nửa cái trụ rồi à. Đẩy tầm vài đợt cái nữa xong rồi chiếm vài pha. Dăm ba cái trụ này là mình chiếm được hết anh em. Rắn này mất tiền nè anh em ơi. Rắn nó tiền nó hồi lâu không mình. Nên anh em phải biết anh em canh chừng để lên combo nó anh em ơi. Rắn này chắc chắn là lúc đầu kia nó anh tiền nó hồi lâu không mình rồi anh em. Chắc chắn luôn. Căng thế rắn ơi. Ồ, mang nhóc rắn này nó khạc thốn quá anh em, khạc đường thốn quá. Tí nữa đầu đen mày làm cái lẩu rắn liền anh em. Làm cái lẩu rắn liền, nửa cây liền. Chúng ta mới xỉ da thôi, giờ chúng ta sẽ lọc thịt đó. Này nè anh em. Chết mày tao. Chúng ta cấu máu là đồng nghĩa chúng ta rồi mày. Lọc da thôi anh em, giờ chúng ta sẽ lọc thịt luôn. Đó, thịt ngon nước chưa. Ôi, mất W rồi, anh em nó mất W rồi nha. Các bạn ơi, ông chủ căng quá. Mình phải đẩy quá vô liên tục anh em. Để kiểu như là quá nó bơi chủ á. Ui, cái gì đây? What the? Why? Tự nhiên lòi thù lũ đó ra một thằng vậy trời. What the fuck luôn. Ôi, mất hồn luôn. Ôi anh đang ghê đó. No, tụi mày cho tao chơi game với. Mà trời, lúc đầu con máy, con người máy, rồi giờ thêm cái con mèo rồi nữa. Tại em nó toàn thú vật không vậy anh em. Rắn rồi đầu đen mày còn mèo rồi bò trâu nữa. Cạn lời luôn. Tại em nó đầu đen mày là động vật không dễ không à mấy. Tụ hợp những đầu đen mày động vật phải nói là bét luôn. Thay phiên nhau nó găng mình đi chứ, mệt mỏi thiệt. Phải băng chủ với boss, sao đây gia văn chôm bùa vô. Elite bất khuất cho mình rất là trâu luôn, đóng lòng nhưng mà không đủ đem ra giết anh em tóc biến theo. Không có tóc biến theo rồi, Elite chỉ tóc biến ra khỏi cái lòng để giữ mạng sống của mình thôi. Giờ thì mid nó hồi lại tóc biến với anh Ti này anh em, nhưng mà nó chưa có thiêu đốt. Mình cái thứ đốt mình là lời hơn nó một cái kiểu như là solo kill đó. Ôi ok, ủa lúc ai coming,
chó lại. Thấy, hay rồi, hay rồi. Rồi hết hay rồi. Rắn này anh em không giết rắn được. Rồi xong mày mất cái rồi mà làm được gì tao. Mày xong mà chưa rồi, có quái này thì thôi em ơi. Chết em rồi. Ok. Hatsugi, oh, không cần Hatsugi luôn anh em, chúng ta thi đốt luôn. À, nướng thịt rắn rồi em ơi. Thịt rắn ăn rồi, quá thơm. Nướng thịt luôn. Thuộc vào ôi ra anh ơi. Chúng mình không thuộc vào nhau đâu anh ơi, đừng có cố gắng. Thằng này khá là xanh nha anh em. Cố gắng lấy cái chỗ đầu để nới dạng khoảng cách nào. Giờ mình lấy cái chỗ đầu nữa là mình đầu đen mè, người ta biết gọi là dân là Bi Dubai đó nè, siêu giàu luôn. Thôi về. Thằng rừng nó nhảy ra rồi, mất ai chót, vô mất bích luôn anh em. Nó găng mình lúc này là không hay, nên chúng ta phải cẩn thận một chút, vì mình đang xanh mà, đừng chơi ngu. Ok. Rồi món tiếp theo mình sẽ lên đó chính là cái gì ta, cái gì mà cậu vàng hay lên đấy nhỉ, Tùng nó hay lên đó em. Cái này là cái áo tròn khủng long nha anh em, tí nữa mình sẽ upgrade lên cái nhiễu trường đúng rồi, mình nhớ rồi. Thì cái build này là có cái nhiễu trường trong đó nha anh em. Thì mình phải nói là cái nhiễu trường này cũng khá là khó chịu khi mà mình đứng gần trụ, cũng như là mình sẽ được tăng tốc chạy phải nói là bao mạnh luôn. Và tí nữa mình sẽ lên thêm một cái đồng hồ cát và cũng như là cái dép thiên thần. Anh em biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ gì. Cuối trận thì mình sẽ quẩy là bao lực luôn. Thì nếu mà cuối trận còn đủ thời gian, mình sẽ upgrade thêm cái kiếm vô cực, người ta gọi là vô cực kiếm đó nè, để đủ 100% chí mạng với đam là bao phê luôn. Đấy. Nếu mà anh em thích đó, thì anh em để các bạn nó chính là bước chân thần tốc luôn, cho nó kiểu như là này, bay bổng các kiểu luôn em. Còn mình đang để bản đó chính là cái rìu chiến này. Thì ăn con rết cũng rừng anh em, rừng mình ăn giùm nó thôi, cái này là một cái ý tốt anh em. Mình ăn giùm nó để nó đi xuống nó găng bót nhanh hơn thôi, thấy không? Đó, rất là tốt với bạn rừng. Bạn phải biết ơn mình chứ. Mất mất rồi nè. Ủa nó đây nè anh em. Giờ mình chơi được anh em à. Mình có red nè. Chọt sẽ lâu là tới đích luôn. Ủa cái top anh em, top chuối thằng ai chót ở lộn, thằng Renge nó cũng đang muốn lên nữa. Nhưng mà mình sẽ lên trước. Một pha solo kill ở chân đây, sao đang rất là mạnh bật rồi, từ ai chót rồi nhưng mà không sao, Biusugi đang ở đây rồi, Renge bật rồi. Mày nhảy cho tao trước hay tao nhảy cho mày trước, có mạng ở chân đây. Một mạng. Hai mạng, double kill, khá là nice. Wow, xa, 7-1 rồi, gần thành công. Ok. Giết luôn nè, rừng ơi, ra bắt rắn luôn nè, chúng ta làm thịt rắn nào. Làm mồi nhậu đi. Xong rồi. Rồi ok. Nãy giờ kiểu như là cậu đen mày né quay lưng các kiểu là để uống, làm mặt quân ngầu đã né cái R của con rắn mà nó tăng trưởng R luôn em. Nó làm quân boy là quay lưng đồ đi các kiểu mà nó không thể R luôn. Ê, mất hứng vờ lờ. Chừng nào rắn nó mới chịu thả R mà nay em. Ok, nhiễu trượng. Một cái món đồ nó được lên trong cái build đồ nó là cực kỳ khó chịu, có thể hồi sinh em 3 lần, có thể là không phải là hồi sinh mà có thể khiến em bất tử 3 lần trong combat, hoặc là có thể khiến em phải nói là cực kỳ khó chịu, cực kỳ phải nói là khiến tem bạn không thể chống đỡ được anh em ấy. Cái đồng hồ cát là cái món thứ nhất giúp anh em sống sót, cái nhiễu trượng là cái món thứ hai giúp anh em có thể băng trụ và lao ra bay vào, rất là ảo diệu. Cái món thứ ba chính là cái giáp thiên thần này, một cái món mà chết đi sống lại, ca tử hồng sinh trong truyền thuyết. Đấy, ba món này là giúp anh em có thể quẩy tan nát tem địch, có thể giúp anh em ăn binh đã kêu đối với Yasu này. Ở đây em này hơi yếu thôi nè. No, lóc một rồi, chết rồi nè. Đầu em mày chọt luôn, tao chọt luôn nè,
cái đợt. Ui chết rồi, happy baby. No. Hai pha lóc đầu đi mà đi là lòng người luôn. Em phải đó lóc cục là biết là hơi bị sai sai rồi. Pha nãy mà lóc thứ hai này mình lóc trúng á là ăn được rồi, mà rắn tóc biến thì mình cũng chịu thôi. Phải đó lóc trúng là mình bay rồi vô mình thiêu đốt, mình chặt kiếm rồi chết rồi đó, làm thịt lẩu lẩu đầu đen mày rắn luôn rồi đó. No. Mình quay quăng game mày chăng đây. Sao anh em? Thua kiểu này tao bày có khác một phải solo kill rồi, giành được con người đá không biết là ăn. Rồi món thứ hai mình sẽ lên mình sẽ mua cái kiếm BF này để có đam trước, xong rồi mình sẽ up ray lên thẳng cái đồng hồ cát luôn. Một pha solo kill ở đây, rắn đang bị up lồng, rắn khạc là rất là đau luôn anh em, nhưng mà Javan đang lời mẫu hơn. Một pha bot rất là ghê, xem đụng ở đầu không trúng ai cả, quỳ trúng ai đứa, hất tung được hai đứa, nhưng mà BC ở đây rồi. I come in để đâu. Ok một phát đi ra kìa. Mình sẽ mua kiếm Nora này mình để thôi anh em, chứ mình không có up tí nữa. Và cuối trận mà mình để full hết ba món mà mình đã nói với anh em thì mình sẽ up sau, vì mình chỉ cần lấy đây lúc đầu để lấy lợi thế để mình lên đồ cho nó nhanh thôi anh em. Đấy, mình sẽ giết thằng iChock nè. iChock này không biết còn rồi không ta, còn hay không là mình xúc hết. Mày hồi sinh được mấy lần hả? Mày chém nào, tóc biến cái gì, chạy đi đâu, cứu là lỏng giúp tôi nè. Ôi chơi luôn, chơi bò luôn anh em. Ôi lẩu bò, lẩu thái rồi các kiểu luôn. Một xác nè, lẩu bò luôn anh em. Chặt thịt bò liền, quất bò liền. Động vật không dễ nằm dinh luôn anh em. Mày chặt chém ok. Ôi nhiễu trường. Ok được chưa, căng thế. Chọn cái lỗi luôn kìa anh em, lỗi cái đường đạn bắn luôn kìa anh em. Ôi kinh nha. Ồ đẩy luôn. Ôi buông mắt tao rồi. Ok không sao, đúng là có một câu nói là chúng ta mạnh thì chúng ta làm, nếu gì chúng ta cũng đúng cả anh em. Combo hụt của Javan thì vẫn ăn được combat, thật sự không có tin được. Đừng rồi, được rồi, ăn cái trụ này được rồi, đừng hết ráng nữa. Ôi đẹp ngon tuyệt vời, lóc nè, Hatsugi trúng luôn. Ôi đúng là một khi mà anh mày đã lóc thì chỉ có chuẩn, đến từ chỉnh không chuẩn thôi anh em, kinh khủng. À rồi món tiếp theo mình sẽ nghĩ là mình sẽ lên, đó chính là cái đồng hồ két anh em, một cái món giúp chúng ta có thể lao vào combat airplay đối phương các kiểu có thể làm với cái đồng hồ két này. Anh em có thể thấy là chúng ta đã phát huy được một công dụng của nhiễu trường rồi đúng không, băng trụ không mọi lướt ra bật cái nhiễu trường lướt ra lại thôi, easy. Nói chung là mạnh thì làm gì cũng đúng ha. Ok, ráng nâng cấp lên cái đồng hồ cát nè anh em, lên giết thằng iChock nè, đẩy nó lại mà chết nha. Hello. Đẩy đâu mà. Hatsugi nè. Rồi, mất anti rồi nha. Mày nè, ui, ảo ghê nè em. Lúc anti xong cái kiếm mình nó già hơn bình thường hay sao á, nó lướt qua tường mà mình vẫn chém được kìa. Ui, ảo thiệt. Rồi, ngọt nước rồi. Họ 14 sát luôn. Phút 20 Yasuo chúng ta giết được 14 sát. Đây là lên build đồ nó là ít đam anh em. Bây giờ lên build đồ mà kiểu như là nhiều đam một chút á, chắc nãy giờ cũng giết mạng bằng thời gian rồi. Ui chúng còn quá. Chúng ta đánh từ từ thôi anh em, tên bạn cho tên bạn chơi với, đừng có bê chủ gắt quá, mình còn chưa lên đồ được mà. Chúng ta phải kéo dài trận đấu này để mình lên đồ xong rồi như là quẩy được nữa anh em.
Nãy giờ mình quẩy cũng khá ít. Quẩy là hơi ít. Rồi về nhà mua đồng hồ cát thôi, đừng có bê trụ. Từ từ win nó mơ. Ấy, top này nè, ôi. Bê trụ thì mình không được bê nha, nhưng mà giết người thì I wanted the kill baby. Hân tùng nữa. Hay quá. Hân tì rồi, ok. Khi mà ai chót nó hân tì em thì mình nghĩ là nó cũng như khá là yếu. Khi nó cân tì thì nó quẩy lật lắm. Không cho tôi chơi vậy. Rồi về đi lúc lên support. Support ơi, ra đây về đi. Rồi, đồng hồ cát nha. Rồi bắn tiếp theo mình sẽ lên đó chính là cái dép hồi sinh. Rồi ok. Ồ đúng rồi, cái dép hồi sinh này có kiếm ép nè em. Ồ vậy là lên đúng đồ không mày đó rồi. Quên mình tưởng dép hồi sinh cũ quên. Yeah, quên đồ luôn. Đây anh em, mua kiếm đồ ran, mua cái kiếm ép này cũng khá là chuẩn bài. Ngon rồi, cả đem chơi. Lên cái đồng hồ cát thì chúng ta có được 85 phép trong đó. Nói chung là cũng ngon. Cũng ngon. Ok. Oh, ai chót nè, hello motherfucker. Chúng ta lại gặp nhau rồi bạn. Lóc ui, ok, thay cho bạn đó, bạn mất anti, bạn chạy về đi. Họ có red luôn, hàng thơm. Tuyệt vời. Ok. Anh em ơi, đừng có bê trụ nữa, cho team nó chơi nữa, hay. Hay quá, team ơi, chết hết đi. Chết bớt đi, đừng có. Từ từ mà win. Đánh gắt quá. Giờ mà team mình chết thì mình vui lắm anh em. Phải kiểu như là team bạn có động lực, bạn chơi. Nhường cho lúc luôn em, nhường cho lúc chứ mình không có muốn làm nên cái lịch sử mà Jesus ăn blue gánh tem đâu. Đó, thấy chưa? Cái này mình đã nói rồi đúng không? Cái này chỉ là hiệu ứng đánh thường blue thôi mà nó đã phát triển đến như vậy rồi. Mình không có muốn kiểu như là truyền thuyết mà Jesus ăn blue gánh tem đâu nên mình thật sự là không muốn. Truyền thuyết đó nó kinh hãi lắm em, nó kiểu như là một cái chấn động luôn á. Jesus ăn blue gánh tem. Ok, mình đã hoàn thành 3 món chính trong ngày hôm nay rồi anh em. Chính là đồng hồ cát, nhiễu trượng và giáp hồi sinh. Thì cái ba cái đồ này giúp chúng ta quẩy trong combat rất là lực luôn. Lướt ra lướt vào mồi câu giờ rồi outlay đối phương các kiểu. Nhiễu trượng thì chúng ta có thể đóng băng trụ lại, nó không bắn mình được, rất là đã luôn. Nhưng mà mình vẫn bê trụ được nha anh em. Đó là cái lợi thế của cái nhiễu trượng này. Thứ hai đó chính là giáp hồi sinh. Chết đi sống lại mà cả tử hồng sinh các kiểu. Đấy, ao lại đốt phương lên. Thứ ba là đồng hồ cát nè. Một cái món câu giờ khá là tốt. Và nó cũng giúp cho Yasuo chúng ta lướt E thì bao thắm luôn. Rồi 100 phép mà anh em, cũng đâu phải dạng vừa đâu. Ok. Bình tĩnh nào, đông thế. Thấy rồi. Ở đây thấy mình chạy bao nhanh luôn á không. Đứng trong cái trụ là mình chạy bao nhanh luôn. Né skill đồ ảo lắm. Nói chung là cái bắt trong trụ đã mất. Ôi, cái bột nha. Ok, tôi quẩy nào, đến phiên tôi quẩy rồi anh em. Đó, một món nha. Đó, đúng rồi. Ok, một chuối nè. Hai chuối nè. Ba chuối rồi, ôi. Đây chỉ là tác dụng của một món thôi đó anh em. Cái giáp hồi sinh thôi đó. Mình còn chưa bật đậu đen mày. Đồng hồ cát mà anh em. Quá phê. Nãy combat ở trong trụ anh em. Trong trụ để mất nó vẫn tính cái nội tạng của nhiễu trường nha anh em ơi. Thì mình được tăng tốc chạy thì phải nói là chạy khá là ảo như là net skill bao phê luôn. Rồi. Muốn cuối cùng này mình nghĩ là mình sẽ nâng cấp cái vô cực kiếm nha anh em. Để lấy đam, để full chí mạng luôn. Cái đam hiện giờ mình có 158 à. Mua lên được 204 nè.
mua xong cái này thì mình sẽ được 100% chí mạng cũng như là đam khá là phê. Chung là cũng được. Thì anh em nếu mà muốn chơi video này thì mình nghĩ là anh em có thể kiểu như là biến chế là một chút cho phù hợp với anh em, hoặc là anh em chơi giống mình cũng được, thì phải nói là khá là mạnh. Đam cũng có anh em, nhưng mà chơi cũng khá là vui, chơi bạn bè thì cho cũng được. Giả bộ lao vào quẩy múa may quay cuồng mà mình vẫn sống á, nó gọi là mày a play đấu phương rồi, thể hiện bản thân mình đối với con Jesus này. Rồi hồ xanh nó chơi ở đầu đây, mày làm cái gì đây Jason? What the fuck? Rally, mình đang thắng mà có cần nhất thiết phải làm gì không? Có cần nhất thiết phải muốn thắng như vậy không? Hấp tung vô chơi nè. Hấp tung sụp bọt thì bỏ. Để bán. Hãy, nice. Ok, một chuối rồi. Xin chết thứ hai nào, xin chết thứ hai nào. No. Ok, hôm nay mình hái chuối là mát tay quá anh em. Hôm nay hái chuối đầu đen mày có kỹ thuật cao quá. Dạo này mình được các bạn trẻ đầu đen mày huấn luyện hái chuối anh em, nên giờ hái là cũng khá là ok. Nụt mà bê trụ luôn, giờ in được rồi đó. 28 phút rồi. Ủa rồi luôn xanh. Hái ủa. Rồi hết thay rồi. Hết thay rồi xanh ơi. Ok. Hút tung ba đứa đó. Tuyệt vời. Ôi thấy gì chưa. Đâu à. Chưa hồi giáp hồi sinh anh em. Mê. Ok full đồ rồi. Các bạn như tên mình nó muốn thắng luôn rồi anh em. Vinh đang rất là bất lực, Vinh bắn nhưng mà không thấm ở đâu. Một vài solo kill với 2D tốc biến lên nhưng mà có mạng cho AD rồi anh em. Một vài chưởng tên nhưng không trúng. Sơn hất tung được. Vinh đang bắn mà không có đam anh em. Ngon. Rồi Sơn nó bắt châu luôn. Rồi Sơn nó muốn quên luôn rồi. Thằng nào thả đầu đen mày cái thông đạo luôn vậy. Đây GG và tạm biệt anh nha. Hello, bye bye.